Tác phẩm Em sẽ đến cùng cơn mưa, tác giả Ichikawa Takuji, do nhà xuất bản Nhã Nam phát hành. Tác giả Ichikawa Takuji sinh ngày 7 tháng 10 năm 1962 tại Tokyo của Nhật Bản. Ông tốt nghiệp trường đại học Tokyo. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông là Separation, xuất bản năm 2002. Cuốn Em sẽ đến cùng cơn mưa, xuất bản tại Nhật với tên là Ima Aini Yukimasu, in lần đầu năm 2003, là một trong những tiểu thuyết thành công nhất của Nhật Bản, được chuyển thể thành truyện tranh, kịch, phim truyền hình ở Nhật và điện ảnh tại Mỹ. Sau đây, tôi sẽ trích đọc chương 26 của cuốn Em sẽ đến cùng cơn mưa. Hai hôm sau ngày Mio ra đi, mùa mưa kết thúc, có vẻ như nàng đã ra đi khá vội vã. Cuộc sống chỉ có hai bố con lại bắt đầu. Trong nhà, đâu đâu cũng vương vấn những kỷ niệm về Mio, kỷ niệm về người con gái đến trong 6 tuần lễ. Thế còn chồng? Nàng hỏi. Chồng có hạnh phúc không? Em có làm chồng hạnh phúc không? Mỗi lần nhớ đến câu nói đó, tôi lại gọi nàng. Lúc này hẳn đã ở một tinh cầu xa xôi nào đó. Em luôn hỏi anh như thế, rằng em có làm anh hạnh phúc không? Em không biết là chỉ cần người vợ nghĩ cho chồng, như vậy cũng đã đủ khiến người chồng mình hạnh phúc rồi. Chồng thật cố gắng, phục chồng quá, câu cửa miệng của em đấy. Anh rất buồn vì không thể nghe em nói với anh như vậy nữa. Chừng nào còn có em động viên, anh sẽ còn cố gắng. Thậm chí anh còn đi được cả tên lửa lên tận sao Diêm Vương kia. Dù em sẽ chớp chớp mắt bảo anh không được nói giỡn. Hai bố con tôi rất cố gắng. Suzy trở thành người bạn đồng hành tin cậy hơn hẳn. Cùng lúc thằng bé cũng người lớn hơn. Thay vì nằm ngửa, hai tay luôn ở trong tư thế muôn năm. Như trước thì bây giờ, Suzy đã biết nằm sấp, tay chuyển sang tư thế chào cờ. Thằng bé nhấc khuỷu tay phải lên, áp đầu ngón tay trái vào thái dương. Tư thế này trông có vẻ không thoải mái lắm, nhưng Suzy lại ngủ rất ngon. Chẳng hiểu thằng bé bày tỏ sự kính trọng với ai suốt cả đêm như thế. Buổi sáng, việc làm đầu tiên sau khi thức dậy của Suzy là đến chào bức ảnh đặt trước tủ quần áo. Ảnh chụp hôm ở vườn thực vật. Suzy đứng giữa, tôi và Mio đứng ở hai bên. Cả ba chúng tôi mỉm cười hạnh phúc với khóm hoa bách nhật trắng muốt sau lưng. Ánh mắt ai cũng rạng ngời như thể đang nhìn vào một thế giới tuyệt đẹp chưa ai từng nhìn thấy. Suzy rất chăm chỉ tưới nước cho chậu công chúa Kazuya. Chưa kể thỉnh thoảng thằng bé còn giúp tôi đổ rác. Hai bố con thay quần áo hàng ngày. Lúc ăn, hai bố con rất cẩn thận để không dậy thức ăn ra ngoài. Tôi cũng nhớ vũ phẳng quần áo trước khi phơi. Tối đến, tôi luyện chữ và tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết. Trước khi đi ngủ, tôi đọc truyện Jim Burton cho Suzy nghe. Cuối tuần, hai bố con vào rừng nhặt bu lông ở nhà máy bỏ hoang. Hằng ngày, tôi vẫn đạp xe đến chỗ làm, vẫn nhìn những mẫu giấy nhỏ viết cho chính mình để hoàn thành công việc ngày hôm đó. Cô Nagase không còn những cử chỉ khó hiểu nữa. Tôi đã nhớ mặc vest đúng màu, nhớ cắt tóc hàng tháng. Ông giám đốc vẫn ngủ gật trên bàn làm việc. Bây giờ không thể phân biệt được ông ấy với con Bernard nữa rồi. Cứ như vậy, chúng tôi dần dần trôi tới một nơi xa xôi, tách hẳn ngày hôm ấy. Mio vẫn đồng hành với chúng tôi, nàng vẫn ở bên cạnh tôi, bên cạnh Suzy. Mỗi khi ngồi luyện chữ, tôi cảm thấy như nàng đang ngồi ở đằng sau tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương của nàng, thậm chí còn được nghe cả giọng của nàng. Chồng à. Mỗi lần như thế, tôi lại ngoảnh lại. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi lại cảm nhận được hơi ấm của nàng ở kế bên. Cảm giác như nàng đang dụi đầu vào cổ tôi, khúc khích cười và hỏi.
đây là tư thế thích hợp nhất phải không? Đã có những âm thanh của mùa thu, tiếng của sâu bướm, tiếng thì thào của hoa cỏ đung đưa trong gió. Công chúa Kajuya trổi những bông hoa vàng duyên dáng tỏa hương thơm ngào ngạt. Đây là mẹ, Yuji nói. Mùi hương này là của mẹ mà. Ừ nhỉ. Nàng luôn ở cạnh bên chúng tôi, bất kể lúc nào.